là như anh Tấn nói á, thì mình hình dung ra như thế này. Ví dụ như là những người mà đeo trang sức Đúng rồi, mà bị rớt, thì tắm rửa rồi đó nó trôi thì ra. ví dụ như là bị rớt là nó sẽ rớt xuống những cái đường cống, Đúng rồi, rớt xuống đường cống thì cái như nó sẽ nằm lại hố ga nữa, nằm hoặc lại là những những cái cái hố chỗ ga. hố Đúng rồi. ga hay là những cái lỗ bể đồ đó, hay cái đá đồ nó cản lại đó, đó là nó dướng lại nằm ở đó, sắt đồ nằm ở đó. Ý tưởng là này là rất là tốt, ý tưởng luôn. Ở Việt Nam chưa thấy ai làm hết, nhưng mà ở nước ngoài á thì cũng có thấy người ta làm. Có chứ, có chứ, ở nước ngoài người ta có làm. Là quý vị khán giả thân mến, thưa quý vị khán giả, hiện tại lúc này Việt Nam TV cùng anh Trung, Thành Trung TV đang có mặt ở phòng trọ của anh Tấn. Ngày hôm nay chính là ngày ngày 1 tháng 1 năm 2024, là ngày Ngày Tết, Tết. ngày Tết dương lịch cả nhà. Thì anh em tụi em cũng ghé thăm anh Tấn, cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là anh Tấn có đặt một cái món hàng để là phục vụ cho cái công việc tới đây, thì cũng đem qua cho anh Tấn luôn. Đầu năm mới năm 2024 thì anh em tụi em gửi lời chúc tới tất cả quý vị khán giả một năm mới Bình an, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân. và đặc biệt là phát tài phát lộc, thưa cả nhà mình ạ. Sau đây Và ngày hôm nay thì cũng tạo cho tất cả quý vị khán giả một cái điều bất ngờ trong cái video ngày hôm nay. Và nhóm anh em tụi em cũng sẽ tiết lộ cái kế hoạch sắp tới của anh Tuấn cho tất cả mọi người được nắm bắt trong năm 2024. đầu năm khởi đầu của năm mới là bắt đầu đi làm luôn cả nhà, đâu có nghỉ, đâu có nghỉ đâu Đúng mà không? phải chọn ngày. Nếu như mà tất cả quý vị khán giả chắc rằng là ngày hôm nay là ngày mùng 1 thì cũng đang cây quần bên người thân để đón một cái năm mới, năm 2024. Nhưng thì đối với nhóm anh em tụi em cùng với anh Tuấn thì bắt đầu năm 2024 thì ngày hôm nay là ngày mùng 1, là cái ngày mà chuẩn bị đi làm nha quý vị. Vâng, sau đây mấy em tụi em xin phép mời quý vị khán giả di chuyển vào phía bên trong cái căn phòng trọ của anh Tấn, coi cái tình hình như thế nào, cũng như là những cái câu chuyện mà nãy giờ anh em giới thiệu trong nội dung video ngày hôm nay. Mời quý vị khán giả đón xem. Mời quý vị khán giả. Đây, ta vô phòng trọ anh Tấn. Và đây là cái món hàng mà anh Tấn chuẩn bị làm đồ để đi kiếm tiền nha quý vị. Thì không biết trong này là cái gì nha quý vị. Thì nhóm anh em cũng đang rất tò mò để cho quý vị biết được trong này là cái gì và dùng cái này để làm như thế nào để kiếm được tiền. Và đặc biệt hơn là quý vị khán giả có chắc chắn là quý vị khán giả không biết cái món hàng này là cái gì rồi. Anh Tấn ơi, anh làm gì anh Tấn? Làm gì mà giấu giấu anh Tấn? Mua mua búa với chưa? dây hả? Đây đây, ta ta vô trong nhà đây. Rồi, búa đâu? Ồ, làm gì mua búa to dữ vậy? Mình đặt bê tông rồi. Anh Tuấn đi đập bê tông hả anh Tuấn? Trời. Có mình đã đi dây chai mà có bê tông mình đặt bê tông luôn. Rồi Là mình nguyên một cuốn dây dù luôn. Trời ơi. Dây dây mình. Là cái cuốn dây dù này là anh Tấn tiết lộ cho khán giả biết là mình sử dụng cái cuốn dây dù này là trong cái công việc gì không anh Tấn? Mình xuống suối á, nó cao quá rồi mình đu dây xuống rồi mình cột, rồi mình có đu dây chai đồ á, mình cột đó mình kéo lên. Sao chứ đu dây xuống suối vậy? Nó cao quá rồi mình có dây chai á, mình đu xuống. À. Tại sao mà em thấy là có rất nhiều người lên dây chai lên ở trên bờ, lúc ở trong cái thùng rác, mà tại sao anh Tấn lại chọn cái phương thức là mình lúc ở dưới suối? Nói chung lượm dưới suối nó có nhiều đồ hơn. Nói chung là mỗi người có cách lượm khác nhau. Anh thì anh không lượm nó thùng rác, anh đi xuống suối rồi Đâu là anh thử coi cái cuộn dây xem nó dài tầm bao nhiêu. anh mua nguyên cuộn luôn á. Mua nguyên cuộn luôn hả? Ồ, cái này là dài lắm á. Vậy mà để mình lại nó dư. Để quay cái bữa nay Tấn mới thắp nhang sao đấy? Nói chung sáng chiều chiều tối ngày ba cử. Ngày ba cử thắp nhang luôn ha. Đúng rồi. Ừ.
quay cho quý vị khán giả thấy cái phần trang mà tính đưa mẹ về. Theo tình hình đó thì cô chú anh chị đó là nói là phải để cái bàn trang bát hương của mẹ Quan Âm ở phía bên cái cửa bên tay phải này nè. Tại mình chỗ đây mình là cũng nghĩ đúng rồi, đúng rồi, cái chỗ dưới này là cái chỗ ngủ nghỉ sinh hoạt, tại vì cái phòng trọ mà mày dầm xuống được để từ đó hoặc để trước mẹ mày dầm ra như à, dạ nói chung là mình cũng tùy cơ ứng biến thôi, chủ yếu là ngày hôm qua anh đi lúc sao mà coi như để một cát đồ vậy rồi. Thì tôi hôm qua anh cũng đi vòng vòng á, được mớ đồ nữa đó. Cái gì ghê vậy? Ngày hôm qua đi lúc mà. À. Sao hôm qua không nghỉ ngơi ở nhà trời? Ở nhà buồn quá trời. Dạ, đi cùng tàu về cái là đi lúc luôn. À. Ồ, anh Tấn ơi. À. Quá trời đồ. Được rồi, xíu em sẽ nói anh về vấn đề đồ đạc này. Cái đó là anh chưa có dư gom lại á. Có bao là anh phân loại ra hết. Cái đó anh mới lại ít quanh để đó. Kiểu là mình lấy bao là mình phân loại, mình bỏ bao mình xếp gọn đúng không? Rồi. Là mới lượm hôm qua anh Tấn. Đúng rồi. Hôm trước có được xíu à, ngày hôm qua là đi vòng vòng á, đi mua đồ rồi chắc lượm nè. Thấy lượm rồi ít quá đi chưa ấy rồi có nhiều anh phân loại ra hết cái mình bán mình nó dễ nó sạch sẽ nữa. Ừ. Ồ. Được. Đi ngồi anh Tấn. Này. Năm à. Cái này là không hết dây đâu. Ủa chẳng hạn như anh Tấn. Hả? Cái đồ này nè. Mình để danh gác như vậy sợ khi nào chủ phòng la không? Nói đầu la. Không la đâu, không có gì. Như cái đó bình thường này mình đi sao rồi. Cho nó sạch sẽ, ví dụ như mình bán mình dọn sạch sẽ được mà cái đó không có việc gì hết á, không là nhận. Nên thì anh kiếm cái anh làm cái màn ở trên đó là nó cái lịch sự hơn. Mình để đó tạm. Nếu lại mấy cái đồ nào gọn gọn thì mình đem về chẳng hạn như đồng cái giá trị cao. Mình đem về. Còn những cái dây chai thì cái đó là mình bán. Thì ngày nào anh bán ngày đó mà có để có tiền thu nhập người chứ. Còn ba cái đồng này kia nọ dư ra rồi mình đóng tiền nhà rồi dư ra. Đó thì như tình hình quý vị khán giả cũng có biết là vào ngày hôm ngày hôm qua. Cái này đó, ngày hôm kia thì anh em tụi em đã là về tới Sài Gòn. Thì nghỉ ngơi một ngày. Rồi tiếp tục cái công việc. Với lại là chờ cái món hàng này nè cả nha. Chờ cái món hàng này nè. Thì lúc này đây á, như quý khán giả đã biết thì hôm qua anh Tấn cũng có một đi một cái chuyến dây chai rồi ha. Rồi hôm qua tôi anh đi tội xe nó có hao xăng hay không chứ anh đi dò đường. Thấy gì về cũng được mớ. Hôm qua đi bao nhiêu cây? Anh đi tới Cổng Xanh, qua Cổng Xanh chút xíu tới chạm cái về. À gì gần đấy à? Cái này là 700 mấy luôn, gần 1 triệu luôn mà có xíu rồi ta. Dạ. Cắm chưa làm tình trắng. Đâu anh Tấn nói cho quý khán giả biết là cái cục hàng này nhằm mục đích gì anh Tấn? Cục này là anh về anh nối vô cái ống inox. Đó, lại để anh xuống suối anh rà. Anh rà lấy sắt rồi có một cái gỗ nữa. Đó, nếu mà vô cái đường tối rồi mua cái đèn pin. Ừ. Rà lấy sắt rồi có cái rổ mình đãi mình lấy đồng với nhôm như cái hàng hiếm rồi nói từ hàng hiếm rồi như vàng đó ha mà ở dưới suối có vàng ha có chứ chứ anh ở trên hôm nay là anh lụm vàng hơi bị nhiều luôn mình cứ tưởng tượng là như thế này nè đây nè nói chung là như anh Tấn nói á, thì mình hình dung ra như thế này ví dụ như là những người mà đeo trang sức đúng rồi mà bị rớt thì ví dụ như là bị rớt là nó sẽ rớt xuống những cái đường cống. Đúng rồi. À, rớt xuống đường cống thì cái như nó sẽ nằm lại hố ga. Nằm lại những cái hố ga. Hố ga hay là những cái lỗ bể đồ đó hay cái đá đồ đó nó cản lại đó. Đó là nó dướng lại nằm ở đó, sắt đồ nằm ở đó. Ý tưởng là này là rất là tốt ý tưởng luôn. Ở Việt Nam chưa thấy ai làm hết nhưng mà ở nước ngoài á thì cũng có thấy người ta làm. Có chứ, ở nước ngoài người ta có làm. Kiểu dạng là ở Việt Nam lúc này đây cái ý tưởng của anh Tấn như vậy á em nghĩ là nó rất là hiệu quả và dường như là chỉ có mình anh khai thác vàng theo hướng này thôi trước anh cũng có làm rồi là cái đó là coi như người ta bày anh Tấn hay là tự anh Tấn nghĩ ra để làm cái công việc đó cũng là tự phát sinh thôi nhưng mà lúc trước anh cũng đi dây chai mình cũng lộn giác bao lội suối thôi đó
rồi thấy ly sắt đồ á, đinh đồ cũng nhiều lắm. Thì anh lụm mới đầu lụm ba sắt bự 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 rồi, đâu có biết là ba đinh ba sắt nhỏ đâu. Từ từ nghĩ sao mình cũng mua kiếm cái lâm châm lo á, đoạn cho lâm châm lo, cái lâm châm đen đó, châm lo của loa đó. Anh nói cũng đạt hiệu quả, mà nó có dính đồng cũng đồ, mà nó đồng thì đâu hết. Anh mới mua cái rổ, tự nhiên nghĩ ra mua rổ rồi hết ba cái sắt hết thì mình lấy tay á, mình vào vô cái rổ mình đãi ba cát ra, rồi lồi lên nó lồi ba đồng rồi nhôm rồi thấy vàng. Đó, từ đó anh làm luôn. Rồi tụi em sẽ coi cái chuyến hành trình tới. Thường thường em nơi chỗ mà cái suối, ví dụ như là ven ven suối mà chưa có đường cống thì tất cả những cái nước sinh hoạt là họ không có đào cái hầm cầu, họ không có đào hầm. Đúng rồi. Là từ cái chỗ ví dụ như là bùn rửa đây đúng không? Được không? Là họ cho chảy ra suối luôn. Nó thông suốt luôn. Những cái chỗ đó là cái dễ để mà khai thác, nhưng mà nói đúng là xuống những cái chỗ đó thì nó lại rất là dơ và người thật sự chịu khó thì đi xuống được, đúng không? Đúng 500 này không anh? Đúng rồi. Mà phải bự gì không? Cái này cũng được rồi, còn có loại bự hơn nữa. Có loại bự cái này nữa, mà này 500 trắng nè. Dạ. Nhưng mà nó đừng có để xác điện tử nha, xác điện thoại hay xác tivi là nó bỏ luôn á. Là điện thoại đâu là coi như có thể xác cho là nó bị nhiễm, nhiễm từ nó lấy màu đi hết trơn á, nhiễm từ điện tivi đâu cũng vậy. Để thôi, để xa cái điện thoại của em ra cái có mỗi cái điện thoại làm ăn có mỗi cái điện thoại làm ăn thôi. Như ba cái này nè, mà để anh vô lửa là nó như cục sắt vậy. Đây em xem thôi, cái này cái đồ hít của khá là lớn. Cái này cái lò cục này còn nhỏ, còn lò cục bự mà anh làm căng tạ là bình thường, cái sắt 30-40 kg luôn. Mà cái này là anh để vậy anh làm luôn hay sao nữa? Đâu, anh còn phải mua cái cục inox rồi anh còn chế nữa. Và em cứ nghĩ đâu là cái cục nhâm châm trắng này là nó nguyên cả một cái cục to luôn, chứ là nó có bài thế ta? Nó có lỗ bự nữa, mà có lỗ khúc dày, cái tép nó dày gì nữa. Mà nó mắc hơn. Là cái này là ok chưa? Ừ, đó là hết. Cái này là mua trên Shopee đó thì có cái tem á anh, cái giá rồi đó. Nó có không ta? Có inox nó có hết không? Loại này. Không. Không inox nhưng mà từng loại, có loại 304 nó có hết. Nó có loại, nó hai loại hết, một loại không hết. Nhưng mà inox cái này nó đâu có hết vàng đó ha. Ôi tiếc ha, phải như có cái nào nó hít vàng đó mình rà cái anh lụm luôn. Lụm luôn, đợi mà có con đại. Khỏi có con đại. Chứ phải vàng mà dùng cái rổ, nhưng mà vàng như là anh muốn kiếm được vàng á, là anh phải lấy hết, rồi sẽ bằng ở trên đá đồ, em lấy hết sắt. Rồi vàng mới có mấy loại nền, vàng nằm sâu dưới. Là ví dụ như là ba cái cọng dây chuyền, cái mặt dây chuyền đồ người ta đeo, cái vàng trang sức người ta đeo bị rớt là nó chạy đường cống. Đúng rồi, nhiều khi ba cái dây, ba cái lắc đồ đó là nó dính vào ba cái sắt, như kẽm đồ đó. Nói chung là không phải là vàng khai thác. Mà ha. Cái này là mình tìm vàng người ta rớt. Đúng rồi. Nói cho khán giả biết là như vậy. Chứ không bảo là cái như tại sao mà cái như khai thác vàng ở đâu, ở nơi hố ga ở đồ vậy. Thì chắc hẳn quý vị khán giả cũng đã biết như thế này, có rất nhiều người đeo trang sức, cái thứ nhất là tắm rửa. Đúng rồi. Khi tắm rửa quên một lần nhẫn này, nó sẽ rớt vào những cái bồn nước rửa và nó trôi theo cái dòng nước, nó đi ra ngoài. Thì cũng mong rằng là anh Tấn sẽ thành công trong cái lĩnh vực này. Và có rất nhiều quý vị khán giả xem cái clip này cũng đang rất tò mò xem là có thực sự là anh Tấn sẽ khai thác được những cái trang sức mà họ rớt như vậy hay không. Và chính thức như bọn em cũng vậy, cũng đang rất tò mò về cái điều đó, và bọn em cũng sẽ đồng hành cùng với anh Tấn để chia sẻ những cái thước phim
những cái đoạn video hay nhất mà anh Tuấn có thể là khai thác được những cái nữ trang, những cái trang sức đó để cho quý vị khán giả biết được là tài năng của anh Tuấn như thế nào. Không có, hồi bữa em nghe cái ý tưởng của anh em khá bất ngờ luôn. Em không tin là anh lại có ý tưởng táo bạo như vậy, nhưng mà thực sự nó khả thi. Thời hôm nay anh lụm nguyên chiếc nhẫn tương gô mà nó làm nguyên con còng, nó uống nằm chiếc nhẫn tương gô luôn á. Anh bán mà vô cái tiệm vàng á, ông đó muốn coi cái mẫu mà mới, tao mở tiệm vàng cũng già rồi, tao mở tiệm vàng trước giải phóng mà chưa có mẫu nào như mẫu này. Chắc cái mẫu đó là bên nước ngoài gì? Mà dàn y đàng hoàng, ổng giờ hồi lúc mà chung là trước á ổng còn đeo mà giờ ổng dài với ông chắc qua đời. Bây giờ gần dày đi, để cho chương trình thêm hấp dẫn. Thì mấy nãy em cũng chia sẻ với quý vị khán giả thì cái ý tưởng của anh Tuấn, cái thứ nhất nó rất là táo bạo và cái vấn đề thứ hai là nó rất là khả thi. Còn cái duyên có kiếm được vàng hay không á thì nó cũng là một cái duyên nữa. Nhưng mà nếu mà không có vàng thì thế nào cũng có sắt hoặc là có đồng ha. Đúng rồi, cái đó là phải có chứ. Cái đó là chắc chắn là phải có ha. Rồi á, nếu mà nói chung là như là một cái câu chuyện hy hữu mà thì đã gọi là hy hữu mà. Anh mở tiệm vàng, anh bán vàng mà tiệm vàng ở trên công viên 34 á. Tiệm vàng đó là tiệm vàng tên Ý Ngọc á. Con của chủ tiệm vàng rồi đóng cửa theo em là đại tử của anh luôn. Được rồi. Vậy đúng hả? Được rồi, nếu mà được rồi nếu mà anh mà kiếm được vàng á thì á tụi em sẽ cố gắng là đấu giá cho anh. Bây giờ mình chơi đấu giá đi, chứ ra tiệm vàng bán thì nó thường quá rồi. Đúng rồi, mình đấu giá nhưng coi như là một cái món quà kỷ niệm, mà một cái món quà nó lại bất ngờ nữa. Nhưng mà nếu mà vàng lụm được á, mình về mình lấy bằng chảnh răng mình đánh cho nó bóng này kia kia nọ là ha. Có em ra tiệm chỗ mà cái chai thuốc tẩy đó. Mua chai thuốc tẩy rồi ra là mình lấy cái nhíp dài nhíp cái nóc á, đổ tẩy vô rửa đi xíu bóng liền. Và cho quý vị nhớ lại một khúc mà từ cái lúc ở nơi nhà hoang như thế này là anh Tuấn cũng lên được một cái khâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây em nhớ không? Nhớ. Một cái bông tai mà anh Tuấn đưa ra, một là coi như cái này là anh mới kiếm được nè, bằng vàng. Mình cũng không tin luôn. Nhưng mà ra tìm vàng bán đúng vàng thiệt. Đúng rồi. Rồi bán cái món chân sức có lấy tiền để là anh em mình đi chúng chỗ già đó đó. Đúng. Mình có làm một cái video như vậy. Đó. Vàng nó dòm dễ biết lắm, vàng với đồng dòm dễ biết lắm. Chứ vàng giả hay vàng thiệt, vàng giả vàng thiệt cũng đánh dòm ngang, khỏi cần cầm anh không biết. Trời ơi, tính ra tiếc cho chị Hà thiệt chứ. Thiệt luôn, anh khỏi cầm luôn á, anh dòm ngang anh biết vàng thiệt hay vàng giả luôn. Trời ơi, mà... anh Tuấn xuống quê của chị Hà chưa thể hiện hết tài năng mà. Thì đâu đã thể hiện được đâu mà thể hiện. Tính đi kiếm vàng đem về, mỗi ngày đem về cho chị Hà một câu mà cái này chết rồi. Nói chung là chưa kịp thể hiện. Còn chị Hà cái lúc đó là chữ nghĩ là anh Tuấn là chỉ có cái tài năng là đi lấp những cái bọc, cái chai, cái đồ này kia nọ thôi. Đúng rồi. Bây giờ với cái như chăn nuôi heo rồi thôi, chứ anh Tuấn cũng chưa nói về cái khả năng mà cái khai thác vàng của anh Tuấn như vậy. Trời, ngày đem về một khâu một chỉ chết luôn á. Ở trên thức liệu vậy anh lụm một khâu 5 chỉ trên đường luôn. Mà nó đất trên đó là đất đỏ em biết rồi. Nó đè nhẹp xuống còn lú ở trên ha, lú kiểu dùm sơ qua anh đi gác bao lung tung lăng tan để cho đi xe đạp định cho rồi gác bao lung tung lăng tan vậy. Nhưng tự nhiên dùm nó vàng mà lấy cái tâm xem đa, cái cầm xem đa nó bị đứt á, thử lên vuốt nhãn mà vàng dùm Ngọc Vũ 4.9 đàng hoàng. Trời ơi, ngon luôn, có hiệu luôn là ngon rồi. Rồi là... anh mua ly cà phê sữa đá, nhỏ bán ly cà phê sữa đá, bữa nay thôi có tiểu luôn cà phê sữa đá mới lượm được 5 chỉ vàng. Nó không tin luôn. Nó đưa ra, nó tới thời tới đỡ không nổi. Rồi em mới ông kêu ông về quê cũng cho nó cho mấy triệu, rồi 8 triệu với cái điện thoại, mua điện thoại 2 triệu
Như cái ông hồ 800 ngàn về quê, ông hứa ông đi bụi đời nữa. Thì anh nghĩ, anh thấy là anh không có cha mẹ, không có người thân, thì anh đi bụi đời không sao. Còn ông thì có mẹ già nữa, ông xin 200 ngàn à, nếu như 200 ngàn không đủ tiền xe được cái gì. Còn về bạn bè nữa chi, ông cầm về đi. Ông nói, ông về nha, mà ông quay lên là ông có chồng tôi á. Trong nửa tháng, ông biết có về không, nửa tháng quay lên lại, tôi quá trời luôn. Nó đi đây dưới đường 550 trước nó chưa có làm cống lại đó, còn nguyên thủy của nó cái khu mà chọc theo doanh trại khu lần 4 đúng không? Đúng rồi, doanh trại lần 4 đi xuống tí xíu á, chỗ cái chợ á. Rồi cái khu đó là như thế này, hồi trước là họ là không có đào hầm, đúng rồi. Còn là coi như cái cống nước thải mình sử dụng này là nó phun luôn ra ngoài cái đường mương nó luôn. Nó chưa làm bờ kè rồi. Đúng rồi, chưa có bờ kè, chưa gì, chưa có hầm, chưa gì đó. Vàng hơi bị nhiều luôn. Vậy giờ cũng đúng rồi. Đó, trước anh hơi bị nhiều vàng. Vì chắc hẳn lắc rồi bông tai rồi dây rồi quá trời luôn. Mà về dây chai sắt đó cũng nhiều lắm. Cũng có người đi lụm dây chai. Mà cái giá cái bao rồi lụm mũ, lụm lon rồi ba cái sắt cây rồi thấy rồi lụm nó chứ đâu biết. Hỏi làm gì anh nói bắt ốc, mà dưới đó ốc đầu quăng nó bắt ốc. Mà bây giờ em nói thiệt anh tới cái gì ha. Hồi xưa anh đi bụi đời rồi chẳng hạn như anh lụm được vàng anh làm cái gì? Thì bán. Sao rồi sao nữa? Bán rồi việc ăn xài hậu nhẹt rồi gặp anh em rồi đó. Nên là không có dư. Không có dư đúng rồi. Đi bụi đời mà sao có dư được. thì có rất nhiều người, có nhiều người ủng hộ anh Tấn, mà cũng có nhiều người là coi như cũng không ủng hộ anh Tấn. Là mà tại sao mà kiếm được tiền như vậy mà không có một cái gì. Đấy, thì nói thật, ví dụ như mình vậy thôi. Đi bụi đời thì coi như có bao nhiêu thì coi như chơi hết bấy nhiêu chứ để làm cái gì. Đúng không? Yeah. Thì cái lúc đó là coi như chưa ngộ ra được những cái chân lý. Anh xài nhưng mà anh thấy người khổ mà dài là đi sinh rồi cũng cho hoài. Vì như ngày nào cũng vậy, không có tiền anh chịu được cái à. Không như giờ mà anh đang còn cho như vậy, em có nhớ hôm bữa mà mình quay cái đám tang không? Anh móc là 500 ngàn anh đùn vô tay con bé. Mà con bé đó tội ha. Ừ, con bé nhỏ đó. Với chồng của anh riêng á. Thấy cũng gọi đàn ông mà. Thì giờ em nghĩ xem giờ mà coi như một người đàn ông mà trong khi đó là giờ ba đứa con nhỏ mà một đứa chưa đầy một tháng tuổi. Rồi mời cả nhà, mời anh em mời cả nhà. Happy New Year cả nhà ơi. Này là chúc mừng năm mới này, uống trà thầy rượu này. Vô. Chúc anh Tấn sang năm 2014 với một cái công trình khai thác coi như là độc quyền khu vực vàng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đúng rồi. Nhưng mà thành phố thì nói chung là khai thác kho báu. Nhưng mà làm đi lượm bãi sắt này. Nhiều bữa là đi cái đường hôm qua kia anh em mình về mà đi có chồng người độc quỵ đó. Anh thấy có điểm hai điểm đó. Nói chung là cái hành trình tìm vàng của anh Tấn thì anh Tấn có chuẩn bị dây búa. Và nghe đâu cái chuyến di chuyển nó cũng khá chắc chở và nó không có là ông búa này thì anh mua gặp bê tông rồi nó phá nhà thì mới đem theo thôi chứ mà đem theo nhiều quá cũng đâu có chở gì được. Nhưng mà em nghĩ là cái chuyến hành trình của anh á, nó lên suối xuống suối này kia nọ thì cũng khá vất vả. Nhưng mà để coi cái chuyến hành trình của anh Tấn sẽ như thế nào, có hiệu quả không anh? Vâng, và có thực sự là tìm thấy vàng được hay không, trong khi tụi em nghĩ nó là một ý tưởng cực kỳ khả thi, cực kỳ tốt. Nói thiệt chứ nếu mà anh đi rà sắt này, đi xuống suối thì một ngày kiếm 500 ngàn đối với anh bình thường. Dạ. Anh Tấn chẳng hạn như vậy em có cần đem theo cái lon không? Đựng vàng hả? Đựng vàng, để cái lon... Cái mình làm cái hũ sinh gơm á, hũ bằng mũ á, hũ có cái nắp đó. Là cái hũ đó đủ đựng vàng không? Em sợ không đủ á. Hẹn chút rồi mình đâu có nhiều đâu. Giờ như thế này anh Tấn, em hỏi thiệt ha. Cái khi mà ngày trước á, là anh cũng gọi là tìm vàng bằng cái cách này đúng không? Đúng rồi. Là ví dụ như có bữa nào mà mình đi mà mình không kiếm được chút nào không? Có chứ.
còn ví dụ như mà kiếm được á thì nó có nhiều, ví dụ là 10 ngày mình đi thì bao nhiêu ngày là mình sẽ tìm được vàng? Còn 7 ngày. 10 ngày đi 7 ngày tìm được. Vậy là phải đem cái hũ rồi. Cái hũ bự bự, cái lon sữa đi. Không, cái lon sữa mới đủ đường vàng. Không, cái lon sữa nó không ấy. Còn cái hũ như là mà có cái nắp bắt á. Và nước ngoài còn lụm được mà. Cho nó đổ á. Ủa? Dây chuyền nguyên. Giờ ví dụ như thế này, giờ đợt trước là anh tìm vàng được á, là anh bán là nhanh nhau anh tiêu xài, nói chung là chơi bời. Giờ ví dụ như anh tìm được vàng thì anh sử dụng cái vàng nó vào những cái mục đích gì, tiết lộ cho khán giả cũng như là trước hết là bây giờ nói chung là yên ổn cuộc sống rồi, vì trước hết là anh làm lo cuộc sống rồi mình dùng để sau này đó. Có dư ra thì coi ai thấy khổ thì mình phụ được chút nào phần nào đó mình phụ. Còn tương lai từ từ sẽ tính. Sao mà anh suy nghĩ cái ý tưởng đó? Sao mà anh nghĩ là mình phải phụ lại cho những cái hoàn cảnh khác? Chứ anh hồi trước thì cũng là em biết rồi hoàn cảnh như vậy, mà giờ anh được các anh em cộng đồng mạng rồi các em giúp đỡ anh thì anh phải làm lại cho cái gì cho có ý nghĩa với xã hội, chứ chẳng lẽ mình ôm bản thân mình ăn hết ăn hoài sao được. Tánh anh này thiệt chứ không có thôi, mà nó lúc trước anh ở một mình vậy là trong túi không có thì anh chịu cho có anh chịu sớt rồi. Nói chung là cộng đồng giúp anh. Đúng rồi. Bây giờ anh làm ăn được thì anh để dành anh giúp lại cộng đồng. Đúng rồi, rồi mình chung là không phải là giúp hết cho các anh em, mình cũng phải giữ mới nào đó để tới già mình cũng có viên thuốc đồ mình uống. Nó thẳng là như vậy, ví dụ 10 phần mình giúp không được hết 10 phần, giúp được 2-3 phần, 3-4 phần gì đó. Dạ. Thì nếu mà cộng đồng những cái người yêu quý anh Tứ, những cái mạnh thường quân, và khi anh nghe anh chia sẻ tâm sự như thế này á, thì chắc chắn một điều rằng họ rất là vui. Nhưng mà cái cuộc hành trình dài phía trước, một cái hành trình kiếm tiền ở phía trước là một cái cuộc hành trình nó dài, nó gian trưng và chưa biết như thế nào. Riêng em thì em với anh Trung thì tin là anh nói rồi đó, và đánh giá cái ý tưởng khả thi rất là cao. Nhưng mà thực sự mà nói đi sớm thì dạ, giờ này là giờ này không 1-2 giờ, cao tới 3 giờ về. Thì cứ thôi, cứ mình có nhà có cửa, mình có phòng đàng hoàng rồi. Đi sớm là nó mát, với cái nó không nắng lên, nó không cái hơi nó không có ấy nữa. Khi mà nắng lên là cái hơi chịu nó lên cao quá. Đúng rồi. Sớm là cái chịu là cái nó bốc cái hơi nước. Mình cả đêm là bốc cái hơi rồi. Cái nơi đó là mình nói với tất cả các khán giả này là nó rất là dơ. Nói chung là tạp chất. Chứ không phải là sạch như gọi là đi lượm ba cái mũ cái đồ dọc cái đường đâu. Anh có bộ đồ bảo hộ chưa? Có đồ bảo hộ chưa? Cần chịu bảo hộ. Anh mặc áo tay ngắn với cái quần sọ à? Thôi anh nên cái đó là phải giày vớ đồ đàng hoàng anh Tấn. Trong cái miệng mảnh chai mà nhồ ghê lắm á. Vậy chứ anh mang ba cái đó. Anh mang giày vớ vậy đó, nhưng mà không có nó dễ bị dễ hơn. Còn em mang dép vậy là nó cảm giác nó có cái giác quan hơn. Thì nói chung là cứ mình cứ đi làm thử xem, mà nếu như mà không ấy thì mình mua nó bộ đồ bảo hộ. Em mua tặng cho anh một bộ đồ bảo hộ. Không, thôi bộ đồ bảo hộ nó đơn giản lắm. Anh thấy cái bộ đồ của mấy ông lộn cống không là mấy ông mặc đồ bảo hộ ông xuống á. Không, cứ thật lộ gần cái này đâu phải gì ấy đâu. Đâu có, cái này công việc tìm vàng là công việc chuyên nghiệp mà, chứ đâu phải chơi khơi được. Mà cái này là không phải là được. Chui cả vô cống á, chứ không phải là ấy đâu, không phải là đi khơi đâu. Không, chui cả vô cống thì tùy theo cái chỗ mà mình chui, còn vô hầm ga. Chui vô hầm ga. Nếu mà chui vô cống là phải đi 2 người. Đúng rồi. Ở trên 1 người dưới. Không chui vô cống được. Chỉ đi hầm ga thôi. Hầm ga em cũng phải chui vô cống. Cũng phải 2 người. Còn làm suối là 1 người thôi. Biết sao chui vô cống đó là ví dụ mình dỡ cái hầm ga, đúng không, là dưới này mình chui lên là ngay cái đó mà người ta dỡ hầm ga này là lên để cho cái hơi nó bay lên, rồi hầm ga trên nữa. Đúng
đó để cho nó thoát hơi lên. Đúng. Đó. Chung khí ngộp á. Ngộp á. Ngộp thì nó ngộp nhưng mà cái hơi vậy chứ cái nước vậy chứ xuống nó chả rã môi á. Không ngộp. Nó ngộp dưới đó cái oxy nó không có đâu mà nó có chỉ gì? Có cái người ta kêu bằng cái khí gì đó. Rồi là biết sao là người ở trên á là có gì mình nó thầm dây xuống nó kéo đồ rồi mình lên hoặc là trời mà trở trời rồi á là ở trên người trên nó báo. Vậy chứ mà trời nắng vậy mà anh ở dưới mịt mù vô mà trời trên sắp mưa anh biết đó. Thôi giờ dài nam. Giờ là em cầm máy em quay đi thôi. Còn anh Trình Trần làm bên tấn anh chia. Anh chia. Được không? Được. Thế khoái quá. Được. Giờ ví dụ như là em đi quay thôi còn giờ anh không quay nữa. Coi như anh chia với tấn. Anh chia với tấn. Ví dụ anh tấn xuống dưới đó đúng không? À. Là anh nhìn trên đây anh cầm dây. À. Được là chia đôi. Còn vàng là em để em giữ cho. Nói chung như vậy. Thưa cả nhà thân mến, thưa quý mạnh thường quân, thưa những quý khán giả nghe có câu chuyện của anh Tấn về cái hành trình kiếm tiền tới đây thì nghe nó khắc nghiệt và nó cũng chua xót đúng không cả nhà, nhưng mà công việc thì mình cũng phải làm. Đúng rồi, dù như thế nào thì mình cũng phải làm chứ không có vì một xíu khó khăn hay là một xíu gì đó mà mình trì nề nó đi. Đúng rồi, nó là như vậy, công việc là mình phải làm, tới chuyện là phải làm đó. Đó. Còn cái hành trình ai cũng vậy, em cũng vậy, anh Trung cũng vậy, anh Tấn cũng vậy, mà những cái người khác từng trải qua cũng vậy, người ta trải ra cái hành trình rất gian truân để là đi tới một cái vấn đề gì đó, đó. Thì nói các anh em mình đồng mạng với em đồ cái kia tên rồi thấy rồi sẽ không thấy. Nói chung là theo như em á thì em chưa thấy, nhưng mà em thấy khả thi vì là mình suy luận thì có thể là khả thi, thì chắc hẳn là quý ông bà cô bác cũng có rất nhiều người rất trang sức là trong khi mà rửa chén này đi tắm này qua thiên. Ủa như chẳng hạn như rớt như vậy đó rồi anh Tấn lụm được rồi người ta xin lợi rồi làm sao biết ai xin mà ai xin cái gì? Biết ai mà xin mà biết coi như của ai mà xin do cầm lên nhìn tao nói cái này của tôi năm đó tôi rớt cũng rối nè. Cái vậy á như thế này, nếu như mà ai mà xem được những cái video mà anh Tấn mà lấy được vàng rớt như vậy á mà biết mà xin lại á thì cũng là cái tốt thôi, có giấy tờ trả lại cũng là cái tốt thôi. Biết sao cái lúc là video anh em mình cả mấy triệu view rồi là coi như tiếp cận được coi như khá là nhiều người rồi, đúng không? Vậy thôi hả anh Tấn, nếu mà chẳng hạn như mình là người của cộng đồng mà hả anh Tấn, chứ đâu không phải như hồi xưa nữa, bây giờ mình là người của cộng đồng mà bây giờ chẳng hạn như có khán giả nào bị rớt mà có giấy tờ thôi trả lời luôn hả anh Tấn ha. Trả bình thường mà. Nhưng mà được cái nỗi như thế này nhiều khi á rớt một mình cái mặt thôi, cái mặt biết cái mặt dây chuyền nhà anh ấy tắm kỳ rớt mình cái mặt thôi, hắn không rớt cả cọng dây hoặc là ví dụ như hắn đứt một khúc nào đó thôi. chứ đâu phải là coi như rớt nguyên cả cái cọng dây gì đâu. Đâu có. À có luôn hả? Mà thường thường là nhẫn ví dụ mình đi tắm đúng không? Nhẫn lắm. Nhẫn mình đi tắm. Mấy cọng dây nhuyễn nữa. Rồi. Mình đi tắm hoặc là rửa chén. Là cái nước xà bông là cái lúc đó đâu để ý đâu xoa. Dữ là đầu tiên đó đi làm. Hay á. Làm nhiều nhất là nhẫn cưới. Ừ. Nhiều nhất là nhẫn cưới. Chắc là cái lúc bỏ nhau nhục. Vậy là mình đi cặp bờ sông với bờ kè là hợp lý luôn á. Chắc là nhiều nhất là nhẫn cưới cái lúc cũng như kiểu chia tay á, kiểu như anh nhục. Đúng rồi. Dây rồi anh lụp hoài luôn, kéo con cầm gà nữa, khi hai ba sợ là dính theo lên luôn. Còn nguyên em đó mặt đó luôn. Em đảm bảo đến cái video này mà chia sẻ lên là coi như những cái video sau nữa. Khán giả là coi như rất tò mò cái ngày đầu tiên mà coi như anh Tấn đi làm cái công việc đó. Và em cũng mong rằng là cái ngày đầu tiên anh sẽ thành công để làm gì? Để có thể là coi như cái niềm tin của mọi người là coi như biết là coi như cái độ tài năng của anh là như thế nào. Đến bây giờ mà coi như em vẫn tò mò là cái ngày mà anh đi làm đầu tiên, em vẫn trông chờ cái ngày anh đi làm đầu tiên mà. Coi thử thật sự coi có vàng hay không. Ờ. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng khá hy hữu mà. Rồi.
mình cũng đừng quá trông chờ. Không, vẫn trông chờ. Theo nhân tính chia sẻ không? Đi 10 ngày nhưng mà cũng phải 7 ngày là coi như lạc được nó không biết tiền nhiều rồi. Rồi. Nếu mà bạc mình lụm gì đợt bạc mình lụm cho nguyên hũ để dọc nguyên hũ. Nếu mà thực sự mà nói, nếu mà anh lụm được vàng trong cái ngày đầu tiên luôn á là một cơn địa chấn. Vâng, vậy đi. Thưa anh Trung thân mến, thưa anh Tướng thân mến, thưa quý vị khán giả thân mến, ít nhất đoạn video đã dài và ngày hôm nay là cái ngày Tết thì cũng chia sẻ cho quý vị khán giả về cái hành trình của anh em tụi em là không có nghỉ ngơi và phổ biến cái công việc tới đây để cho quý vị khán giả nắm được cái tình hình là bắt đầu chừng nào bắt đầu đi làm anh Tướng hả? Ngày mai là bắt đầu đi làm luôn thế à? Mình đâu có nghỉ ngơi đâu mà coi ngày coi tháng đúng không? Bữa nào có tiền có Tết rồi hết. Nay mình chạy ra đây. Anh Tuấn khi nào là anh Tuấn bắt đầu thiết kế cái đồ mà mình đi làm anh Tuấn? Lát nữa anh ra cái dĩa chay gỗ chợ nè. Kiếm cái khúc inox vừa này nè anh, rồi anh chế lại. Chứ dài quá như vậy là cây nhiều khi nó vô nó búng lên tay. Cái này không phải là, nếu mà là à, có nghĩa là đinh bọn, sợ đinh bọn nó hít vô tay đúng không? Búng lên vài nên bữa mấy bữa lúc trước anh cũng tham nhà nè, anh chơi dài là nhảy lên luôn á. Còn trên mình làm vừa ấy thôi, còn trên là trên cái chỗ cầm mình không có cho lên trăm lên tới đây. Lại trên này là mình kỳ nóc không gì cả. Đẩy vừa tới đây là mình vừa đổ vuốt của mình. Cái ai mà tham chơi kiểu này là bảo đảm tay là bằng bộ tay nó búng lên luôn đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là tất cả các cái cây này nha, mục đích là hết tất cả các loại sắt. Em phải nói là nói sắt vô 3 miếng, anh nói vô 1 miếng sắt, 3 miếng nói vô 1 miếng sắt nó mới hết được điều yên vậy, còn đẩy về là ngoài này nó không được hết. Cái độ mà xa, cái độ nó không có chạy đều cây trong chặt. Rồi, được rồi. Làm ấy là nó bể, nó giòn á. Vậy thưa anh Tuấn, có một cái chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài, cái chị nữ á, có gửi cho anh 1 triệu để anh mua cái niệm. Thì ngày hôm nay em quên em tiền. Xíu nữa em sẽ rút em đưa cho anh Tuấn 1 triệu đó để anh Tuấn là đi mua đồ ha. Rồi để là em cũng cập nhật cho chị biết là em đã nói chuyện với anh về cái số tiền 1 triệu đó, để cho đâu đó nó rõ ràng ha. Cảm ơn chị nữ rất nhiều. Ngày sáng nay chị nữ cũng có điện cho anh hỏi anh có mua niệm chưa. Em Trung bữa nay lên lát nữa cho trưa em mới đi mua gì thôi. Dạ nói chuyện với anh rồi. Rồi vậy ok anh Tuấn ha. Rồi ok. Em mới vừa mượn anh Trung, tại ngày hôm nay quên thêm tiền, anh Tuấn nhận giúp em 1 triệu của chị nữ ở nước ngoài ha, ở Úc ha. Rồi, cảm ơn chị nữ, rồi cảm ơn em đã trao tiền thành ba trăm. Chị ấy có gọi điện thoại cho anh đúng không? Có. Về cái vấn đề niệm là chị ấy có nói là anh đi mua tấm niệm đúng không? Đúng rồi. Em cũng không có ấy, em cũng không có nói chuyện với chị nữ nhiều, chị nước ngoài nói nhiều, thì anh nói chuyện với chị ấy thì anh cứ coi tình hình thực tế như thế nào, còn không thì mình cứ đi mua tấm niệm ha, tùy anh ha. Rồi ok ha. Rồi vậy tụi em sẽ là trông chờ cái kết quả vào ngày mai để là tiếp tục cập nhật cho quý khán giả xem về cái cuộc hành trình của anh Tuấn từ một người đàn ông vô gia cư ở nhà quan thay đổi bất ngờ như thế nào. Và chắc chắn một điều rằng đó là tụi em sẽ đồng hành trong những cái chuyến đi với anh Tuấn để cập nhật tình hình. Và đoạn video này xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những cái chương trình tiếp theo trên kênh.